Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con, để chúng con biết mình là ai ở trong Chúa, vị trí thẩm quyền mà Chúa đã ban cho. Để chúng con không sống trong tinh thần chủ bại của những con người bị cai trị. Để chúng con sẽ vùng dậy, và chúng con sẽ lớn tiếng công bố theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho như dân Israel khi họ cùng một lòng cất tiếng cùng với tù và thổi lên, thì tường thành Jericho phải ngã xuống để dân sự của Chúa có thể vào và chiếm lấy đất hứa ở trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, xin làm vững mạnh tấm lòng của mỗi một chúng con, để chúng con không còn là những con người chỉ cầu nguyện những chuyện lặt vặt ở trong đời sống, để chúng con sẽ là những người nhận biết trong Đức Chúa Jesus Christ tất cả những nhu cầu của chúng con đã được Chúa Ngài chuẩn bị chu cấp cho chúng con rồi, và chúng con an tâm, chúng con tấn tới và sử dụng chỉ giờ cầu nguyện chúng con để chúng con chiến trận, chúng con mở mang nước của Chúa một cách lớn lao ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin ban phước và kéo chúng con lên một đẳng cấp cao hơn trong đời sống cầu nguyện cũng như chức vụ cầu thai của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, tặng Chúa chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, amen. Cảm ơn Chúa, xin mời chị em ngồi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa Ngài ban cho chúng ta. Như lời của bài hát cuối cùng The Champion, chúng ta biết rằng nếu chúng ta nhớ lại suốt cả cái bài này thì nó như là một cái linh trình của nhạc sĩ sáng tác bài này. Ông bắt đầu với một cái câu hỏi là làm sao có thể được? Làm sao để tôi là một con người tầm thường có thể làm được những công việc phi thường? Làm sao để tôi có thể làm những công việc mà Chúa Ngài bảo rằng tôi có thể làm được? Và cuối cùng thì tác giả đã đi đến một cái chỗ nhận biết, đó là do ân điển của Chúa, do sự ban cho của Chúa, và do Chúa Ngài cho chúng ta được đặc ân để cùng ngồi cai trị với Chúa các nơi trên trời. Lúc bây giờ tác giả mới thấy được rằng bởi vì Chúa Ngài là đấng đã đắc thắng, và chúng ta được Chúa cho chúng ta ngồi với Chúa ở các nơi trên trời, có nghĩa là chúng ta cũng đã đắc thắng rồi trong Chúa. Và bây giờ chúng ta không cầu nguyện để giành sự chiến thắng, nhưng mà chúng ta cầu nguyện từ vị trí chiến thắng đó, đắc thắng đó, để chúng ta sắp đặt lại công việc, chúng ta giới hạn công việc của thế giới tối tăm, để chúng ta sẽ mở mang nước của Chúa bằng việc chúng ta cầu nguyện, cầu xin sự can thiệp siêu nhiên từ nơi Chúa. Đây là một cái thể loại cầu nguyện mà chỉ có những người trưởng thành mới có thể tiến vào được. Và chúng ta cầu nguyện buổi tối hôm nay Chúa Ngài ban phước trên chúng ta ở trong ơn của Chúa, để chúng ta không cầu nguyện dựa trên cái điều chúng ta bắt chước những người xung quanh. Đây là một trong những điều mà rất là tệ hại. Rồi chúng ta nghe những người xung quanh cầu nguyện. Và nếu không may mắn, chúng ta nghe những người cầu nguyện mà dựa trên cái lối suy nghĩ tầm thường của họ. Ví dụ, một trong những cái chỗ cầu nguyện mà chúng ta thấy người Việt của chúng ta bắt chước với nhau, rồi cuối cùng chúng ta cũng cầu nguyện giống như vậy. Lạy Chúa, trong giai dân hiến, Lạy Chúa, chúng con có một số tiền nhỏ bé muốn dâng lên trước mặt Chúa. Của ít lòng nhiều, xin Chúa vui nhận cho chúng con, bởi vì chúng con chỉ có chừng đó dâng lên cho Chúa. Chúa trân quý những cái điều nhỏ bé. Có một lần Chúa Ngài nói đến cái sự nhỏ bé dâng hiến, nhưng mà Chúa nói đến cái tỷ lệ đó là nó lớn vô cùng. Là người bà quá có 2 đồng xu dâng lên cho Chúa. Chúa nói rằng cái người giàu đó thì dâng những cái của dư thừa, còn bà thì dâng cho Chúa tất cả. Thật ra nếu mà chúng ta nói là của ít lòng nhiều đó, mà những chuyện khác thì chúng ta xài tiền lớn, mà dâng cho Chúa chúng ta xài tiền nhỏ đó, thì cái đó không phải là của ít lòng nhiều mà của ít lòng cũng ít luôn. Phải không em? Nó là cái sự thật. Thì chúng ta thấy rằng bắt chước rồi học với nhau, rồi người này bắt chước cầu nguyện, rồi cuối cùng chúng ta thấy các thế hệ súng lại với nhau và cầu nguyện như vậy. Trong cái đó chúng ta nhớ một điều, đó là công việc của Chúa không phải là chuyện nhỏ. Nước của Đức Chúa Trời là nước cứ tiếp tục phát triển, như trong tinh thần của Daniel, một hòn đá không phải bởi tay con người đục ra. Lăng đánh hạ cái pho tượng là đại diện của 4 đế quốc lớn của thế giới này. Đế quốc không đứng nổi trước cái sự tấn công hay là ảnh hưởng của hội thánh của Chúa. Nó vỡ tan tành. Hòn đá đó hóa thành một ngọn núi và lớn cho đến đời đời. Nước của Đức Chúa Trời là như vậy. Vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc rất lớn. Và chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có một đức tin để chúng ta thấy được. Một trong những điều mà trong lịch sử của hội thánh thì anh chị em cần biết để chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta cũng thắng được ở trong cái chiến trận này. Đó là khi chúng tôi chia sẻ để khích lệ anh em trong hội thánh trong cái thời gian mà chúng ta được cái món quà rất quý từ Indonesia. Thì có người họ nói rằng mục sư Khánh nói láo, làm gì có cái chuyện mà có mấy triệu người cầu nguyện cho Houston, làm gì có chuyện đó. Ở trên thế giới này làm gì có cái chuyện là có một cái đoàn cầu nguyện có hàng triệu người như vậy.
Thì chúng ta thấy cái sự thật là bởi vì những con người đó chắc là chưa bao giờ được dự vào trong một cái buổi cầu nguyện nào lớn hơn vài chục người. Cho nên cái nhìn của họ chỉ có chừng đó. Anh em nói có thể lên đến 4 triệu người mỗi ngày trong cái chương trình cầu nguyện của họ 24 tiếng đồng hồ một ngày, 7 ngày trong tuần đó. Họ có một cái phần mà họ gọi đích danh thành phố Houston của chúng ta để họ cầu nguyện. Thì chúng ta là những người có đức tin trong Chúa, chúng ta biết nước của Chúa lớn lắm, thì chúng ta tin rằng điều đó là điều chắc chắn đang diễn ra. Bởi vì không ai dựng chuyện như vậy để làm gì. Nhưng mà những người có cái tâm trí rất là nhỏ đó, thì cho rằng cái chuyện đó là cái chuyện nói không đúng sự thật hay là thổi phồng vấn đề. Anh em thấy, tùy nơi đức tin của chúng ta mà chúng ta thấy cái nhân sinh quan của chúng ta nó ở trong cái mức độ nào. Nếu chúng ta là những người có tinh thần nhỏ bé, thì tất cả những gì chúng ta nhìn đều là nhỏ bé. Nếu tinh thần của chúng ta là tiêu cực, thì chúng ta nhìn cái gì chúng ta cũng thấy tiêu cực hết. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu có đức tin, chúng ta suy nghĩ trong đức tin, chúng ta nói trong đức tin, chúng ta công bố trong đức tin, thì như lời của bài hát, khi chúng ta nhận biết mình là ai trong Chúa và thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho, chúng ta dám tuyên bố thì phép lạ sẽ xảy ra. Bởi vì cái chuyện mà thấy dường như là rồ dại đối với thế gian này, nhưng mà là đó là công việc của quyền năng, của dấu kỳ phép lạ, của nước của Đức Chúa Trời. Ông Giô-sê có thể trả lời với Chúa, tưởng rồi Chúa bảo chúng con làm cái gì, một chiến thuật, cái gì nó ly kỳ kìa. Chứ lần này bắt dân sự của Chúa sáng ra thức dậy, chui ra khỏi lều của mình, đi một vòng chung quanh Jericho rồi về chui vô lều ngủ tiếp. Mà làm 6 ngày như vậy, đến ngày thứ 7 thì đi 7 lần, rồi đến lần thứ 7 mới tất cả đều hét lên một tiếng. Thì tiếng hét của chúng con có ăn thua gì đến cái vách tường này? Lịch sử cho chúng ta biết rằng vách tường của Jerusalem nó dày và nó chắc chắn đến độ hai chiếc xe ngựa chạy ngược chiều ở trên cái tường thành nó được. Thì cái tiếng nói của một nhóm người trên dưới 1 triệu người đàn ông hét một tiếng có thấm thiết gì. Nhưng mà khi trong sự vâng lời, tiếng hét của họ có thể được Chúa Ngài amplify lên, Ngài khuếch đại nó lên. Nếu một ca sĩ opera có thể cất tiếng hát mà một cái ly pha lê có thể vỡ một cái bóp liền đó, thì Chúa có thể sử dụng âm thanh của một đoàn người cùng với tiếng tù và làm cho tường thành Jerusalem, xin lỗi Jericho, nó có thể ngã xuống. Amen anh xem. Lúc bây giờ chúng ta nhìn thấy những vấn đề lớn hơn và chúng ta sẽ dám cầu nguyện cho những điều lớn hơn. Tuần rồi chúng ta, lần trước chúng ta dừng lại ở chỗ lời cầu nguyện của chúng ta, phần cuối của bài cầu nguyện Chúa dạy. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Phần này Chúa dạy chúng ta trong lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa ở trên trời. Thì chúng ta thấy có hai phần. Một đằng là được bảo vệ khỏi sự cám dỗ. Và một đằng chúng ta thấy rằng khỏi những điều ác. Cám dỗ là những điều nó đến từ ngoại cảnh, nó đến với tấm lòng của chúng ta. Rồi cái ham muốn ở trong chúng ta đã đưa tay ra nắm bắt những điều đó. Đem vào, ấp ủ nó. Bởi vì cái sự ham muốn của tấm lòng của chúng ta, đến cái đúng cái thời điểm nó sanh ra việc làm, đúng cái hoàn cảnh nó sanh ra việc làm, đưa tay ra và phạm tội. Thì sau một thời gian cưu mang những cái sự cám dỗ đó, tội lỗi sanh sơ nảy nở và nó biến thành hành động. Nhưng mà xin Chúa Ngài cứu chúng ta khỏi điều ác hay là kẻ ác. Cái phần thứ nhì đó, thì chúng ta nhận biết rằng có một kẻ thù, đó là ma quỷ. Thì chúng ta biết rằng chúng ta phải đối diện với nó. Chúng ta phải chiến trận với nó, bởi vì nó luôn luôn muốn tiêu diệt chúng ta. Chúa Giê-xu Ngài đã báo trước cho chúng ta biết công việc của nó, trọng tâm của nó, đó là đến để cướp giết và hủy diệt. Nó muốn cướp đi khỏi chúng ta cái tương lai, cái thiên mệnh của chúng ta. Nó giết đi cái ước mơ của chúng ta, và nó hủy diệt cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta nhìn vào trong hôn nhân, trong con cái của chúng ta cũng vậy. Nó muốn đến để cướp, giết và quỷ diệt. Thì chúng ta cần phải chiến đấu lại với nó. Thì chúng ta thấy tuần lần trước chúng ta đã được nhắc nhở một cái từ khác cho sự cám dỗ là sự thử nghiệm hay là cái sự thử thách đó. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta cầu nguyện để chúng ta không bị cám dỗ do bất cẩn hoặc không vâng lời. Một điều mà chúng ta thấy rằng do bất cẩn mà chúng ta dễ để chúng ta vấp ngã, và chúng ta cũng có thể bị ma quỷ nó sử dụng để cản trở công việc của Chúa. Chúng ta nhớ ông Phi-rơ không? Thì Chúa vào thành Caesarea Philip, cho hỏi người ta nói con người là ai. Các môn đồ của Chúa cho biết là tiên tri Jeremy, nào là John Baptist, nào là tiên tri Eli. Thì xong Chúa quay ra, Chúa hỏi gì chứ? Còn các ngươi thì nói con người là ai, tức là
Chúa Giêsu là ai. Thì Phêrô đứng lên và ông phát biểu một điều mà Chúa ngày khen. Chúa nói rằng xác thịt không bày tỏ cái điều đó cho người, mà Cha trên trời đã bày tỏ. Chúa mới khen ông đó. Chúa ngày lúc bây giờ nói với các môn đệ của Chúa là ta phải lên Jerusalem, tại đó sẽ chịu khổ trong tay của các trưởng lão, bị giết chết, và đến ngày thứ ba ta sẽ sống lại. Chuyện gì xảy ra chúng ta còn nhớ không? Phêrô kéo Chúa riêng ra. Ông bây giờ là tài khôn hơn Chúa đó. Kéo Chúa ra, nói nhỏ với Chúa: Thầy ơi, đừng có suy nghĩ những chuyện như vậy. Đừng có nghĩ những cái chuyện chết chóc ở chỗ này. Mình là sẽ là vua mà. Chúa Giêsu phải đuổi, và Chúa nghe nói rằng Satan phải lui ra. Mới đó đó là được khen là Đức Chúa Trời, Chúa Cha ban cho cái sự mặc khải đó, để cái lời công bố ra đó là nó chính xác và đúng như vậy. Thì trong giây lát Satan có thể nhảy vào bởi vì bất cẩn. Và đây là một trong những điều mà chúng ta cần để ý. Trong cái chức vụ cầu thai đó, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Ngài Ngài giảm thiểu và phá tan đi tất cả những kế hoạch của ma quỷ đối với hội thánh của Chúa. Tại vì rất là dễ để chúng ta thấy khi xác thịt nó nổi lên đó, người ta làm những công việc mà hư công việc của Chúa, mà nó ảnh hưởng cái người mà càng có ảnh hưởng nhiều chừng nào, thì chúng ta thấy rằng nó làm cho thương hại công việc của Chúa một cách rất là lớn, ảnh hưởng rất là lớn. Khoảng 10 năm về trước, có một lối dạy dỗ từ Singapore là ân điển cao của Đức Chúa Trời. Thì có một nhóm, trong đó có các mục sư nữa, nói bây giờ mình đã sống trong thời kỳ ân điển rồi, thật ra mình không có cần phải quan tâm đến cái chuyện đó là sợ phạm tội và phải ăn năn nữa, cho nên sống thoải mái đi. Nhất là những cái người thích có nhiều vợ, họ sống nhau. Anh chị em đi đến dự đại hội tại Đông Nam Á đó, dự có một buổi thôi, còn những buổi còn lại dắt nhau đi qua Singapore đi chơi, mà đi với những người không phải là vợ của mình. Cái luân tuồng đó mệnh danh là mình bây giờ sống ở dưới thời kỳ ân điển. Chúa Ngài đã tha thứ tội của mình, và mình cũng làm gì để mất sự cứu rỗi, mà sống trong thời kỳ ân điển rồi mà. Thì họ cho đó như điều mà sứ đồ Phaolô hỏi: như vậy thì chúng ta tha hồ phạm tội sao? Đức Chúa Trời nào nợ như vậy? Một điều mà cách mà sứ đồ Phaolô muốn nói không phải là cho chúng ta một cái giấy phép để chúng ta phạm tội, nhưng mà là để cho chúng ta nhận biết cái khả năng mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta có thể khước từ tội lỗi. Chúng ta phải nhận biết cái mưu trước của ma quỷ để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng trong ơn của Chúa, bằng cách là chúng ta phải đề cao cảnh giác. Chúng ta phải xây dựng những cái hàng rào bảo vệ xung quanh mình và đứng vững ở trong chiến thắng mà Đức Chúa Jesus Christ đã giành lại cho chúng ta. Bằng không thì chúng ta có thể làm lúc đầu, rồi cái phần sau chúng ta tự phá luôn cái công việc mà mình vừa mới làm bởi mình mắc bẫy của ma quỷ. Lời của Chúa cho chúng ta một cái sự trang bị rất đặc biệt, nói đến binh giáp của Đức Chúa Trời là một cái sự bảo vệ duy nhất chống lại mưu kế của ma quỷ. Không có cách nào khác. Chúng ta đọc kỹ Ephesos chương 6 câu 14 đến 17 mà khi nãy tôi đã đọc cho anh chị em. Chúng ta nghe lại một lần nữa để chúng ta thấy rằng Chúa Ngài có kế hoạch để giúp cho chúng ta thắng, và chắc chắn sẽ thắng. Nhưng mà nếu chúng ta không sử dụng những điều này thì chúng ta sẽ bị đánh bại. Bởi vì đây là vũ khí duy nhất để chúng ta có thể thắng được công việc của ma quỷ. Vậy hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày dép bằng sự sẵn sàng của tin lành bình an. Luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Bao nhiêu tên lửa? Mọi tên lửa. Bao nhiêu mũi tên lửa của ma quỷ tấn công chúng ta lấy cái thuẫn đức tin chúng ta đỡ được hết. Đó là cái sự mạnh mẽ và trọn vẹn của những cái binh giáp mà Chúa Ngài cho chúng ta đó. Cảm ơn Chúa. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh để đạt mục tiêu này. Hãy kiên trì, tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Chúng ta để ý chỗ mà có những người hỏi gì chứ, cầu nguyện cái gì mà nghe nói buổi tối thứ ba cầu nguyện mấy chục năm rồi mà cứ ngồi cầu nguyện. Có cái nét kiên trì, bởi vì chúng ta đang ở trong trận chiến. Cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta vẫn ở trong trận chiến này. Cho nên chúng ta không thể nào ngưng nghỉ. Anh chị em không thể nào, những người lính canh không có thể nói rằng mình đã thắng trận rồi thì bây giờ cần cái gì để canh nữa. Không, công tác của chúng ta vẫn còn phải đề cao cảnh giác, vì chiến trường nó luôn mới. Giống như chúng ta dạy con, lúc mà nhỏ, con nó mới sanh ra con đỏ, infancy,
chúng ta có cái lo lắng và chăm sóc của nó một cách khác. Lớn lên một chút, chúng ta thấy rằng con nó có nhu cầu khác hơn. Lớn lên một chút, nhu cầu của nó lại thay đổi. Từ một bé sơ sinh chỉ có bú sữa, khóc bú sữa, rồi xong rồi thai tả. Chúng ta sang tới bây giờ nó lẩm đẩm, nó biết đi. Nói nó bắt đầu nó học, nó nô. Hồi nhỏ đó thì nó chỉ có ngoe ngoe khóc, mình cho chai sữa vô. Nhưng bây giờ kêu nó làm cái gì đó, thì nó lại quay mặt lại, nó nô. Bây giờ mình phải dạy nó. Thì có nhiều khi nó nói không đúng. Giống như các con của chúng tôi lúc còn nhỏ, hay cháu đầu. Nó nghe nhà tôi gọi tôi anh ơi một lúc thì nó cũng kêu anh ơi. Cho nên tôi với nhà tôi là phải đổi là tôi gọi nhà tôi là mẹ, nhà tôi gọi tôi là ba. Để cho chúng nó bắt chước theo. Thì nó mới bắt chước, nó học theo mình. Bởi vì lúc bây giờ nó học ăn, học nói, học làm. Ăn đó thì là nó có thể lượm dế cái gì đó ở bò trên sàn nhà bóc bỏ vô trong miệng. Có đến một cái tuổi đó là mình đút cái gì ăn đó là không có nuốt vô liền. Phải bỏ tại bóc ra coi coi cái món ăn này, cái độ mịn của nó, rồi cái mùi vị của nó như vậy thì nó nhìn ra sao. Phải bóc ra coi rồi mới bỏ vô miệng trở lại. Học ăn, học nói, học làm. Cái giai đoạn đó cần được người lớn ở kế bên cạnh đi dạy dỗ giúp đỡ. Đến cái giai đoạn của thiếu niên là cái giai đoạn mà mình nói nó không nghe nữa. Bởi lúc bây giờ nó nghĩ nó hơn mình rồi. Nó chỉ học được qua cái gương mà chúng ta sống ở trước mặt nó. Và đây là chỗ mà thuộc linh hội thánh của Chúa thất bại. Thuộc thể gia đình cha mẹ thất bại. Bởi vì người lớn nói mà không làm, nó sanh ra sự nổi loạn ở trong những đứa trẻ. Thì chúng ta thấy rằng mỗi một cái giai đoạn nó có một cái nhu cầu khác nhau. Rồi qua cái giai đoạn của thiếu niên mà nhiều cha mẹ có thể bạc đầu được với đứa con đó. Bây giờ nó qua đến một giai đoạn khác, là đến cái giai đoạn bắt đầu nó đi học đại học. Đại học học đại. Hồi nhỏ đó thì là ở trong trung học thì còn có thầy cô bảo phải làm bài tập tất cả những con số gọi là những con số chẵn hoặc là những con số lẻ. Như vậy nó phải làm bài để rồi có bài kiểm ở trong lớp. Lên đến đại học thì không còn như vậy nữa. Giáo sư bước vào trong lớp có nhiều ông bước vô nói rằng về đọc mà chương 10 cho đến chương 15 rồi làm những cái bài cũng như là viết cái term paper cái bài luận đó. Rồi xong ông kêu dismiss về tự học. Đại học mà, đại học học đại. Qua những cái thời gian đó thì chúng ta thấy rằng cũng rất là khó. Nhiều người, nhất là người Việt Nam của chúng ta, học tốt nghiệp trung học rất giỏi, đứng đầu, nhưng mà lên đến đại học là tuột dần. Lý do là bởi vì lúc bây giờ thì cha mẹ Việt Nam của chúng ta, mình không có lo trước để giúp đỡ cho con nó tập trung nó đi học. Nó có việc làm, rồi nó mua xe, rồi mình đã muốn cho nó tự lập cho nên bắt nó phải trả tiền bảo hiểm. Đủ thứ, cộng vô cuối cùng nó chạy đi làm. Và đi làm gọi là work study nó lại nặng hơn là đi học. Và cuối cùng là đi làm suốt những cái ngày đi học đại học. Thì điểm nó không có được tốt. Nó thấy mỗi giai đoạn con cái chúng ta phải chăm sóc nó một cách khác nhau. Sự cầu nguyện cũng vậy. Chúng ta thấy để cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Thì chúng ta là những người được Chúa Ngài đặt chúng ta vào trong vị trí để cầu thai. Thì chúng ta cần nghe sự dẫn dắt Đức Thánh Linh. Ngài có thể gợi nhớ, Ngài có thể giúp cho chúng ta biết cái gia đình nào đó, cái anh chị nào đó cần được cầu nguyện. Rồi chúng ta có thể đứng vào chỗ sức mẻ và chúng ta cầu nguyện cho họ. Đó là công tác rất là quan trọng. Để chúng ta không thể nói rằng thôi bây giờ mọi việc tốt rồi. Không, anh chị em lúc nào cũng có chiến trận. Cho nên chức vụ của chúng ta, chức vụ cầu thai đó, Chúa Ngài rất yêu thích. Bởi vì Ngài muốn bảo vệ hội thánh của Chúa, con cái của Ngài khỏi những đau khổ. Satan nó biết là nó không thể nào chiến cự với Chúa một cách trực tiếp. Nó cách duy nhất để nó có thể làm cho lòng của Chúa đau đớn đó, là nó đánh bại và nó hành khổ con cái của Chúa. Khi cuộc đời của một cơ đốc nhân chúng ta phạm tội, chúng ta đánh mất cái lời làm chứng, thì Chúa đau lòng lắm. Satan thì nó ngồi nó hả hê bởi vì nó cám dỗ và chúng ta sập bẫy. Nó biết khi mà nó tấn công được một người con của Chúa là nó biết là lòng của Chúa đau, là nó đắc thắng. Chúng ta biết rằng Chúa Ngài biết chúng ta có thể vấp ngã trong một chuyện gì đó. Chúa báo cho những con người bằng lòng lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa để họ cầu thai cho chúng ta.
Và chúng ta vượt qua được, không phải do chúng ta tài đâu anh chị em, nhưng mà bởi sự hỗ tương, cầu nguyện, cầu thai của các thánh đồ. Rồi chúng ta cũng có thể được Chúa Ngài đặt để một ai đó ở trong tấm lòng của chúng ta để chúng ta cầu nguyện. Cho nên cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ là như vậy. Chúng ta có một sự hỗ tương, chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Để ý đến cái giáp trụ này đó, có một điều mà anh chị em cần để ý đến tại đây. Tất cả là phía trước mặt. Phía sau lưng không có cái gì để bảo vệ đó. Nhưng mà nó có sự bảo vệ là do cái phần phía sau, bởi chúng ta làm đủ các sự cầu nguyện để cầu thay cho các thánh đồ. Bởi sự cầu nguyện mà chúng ta bảo vệ phía sau lưng của anh em chúng ta. Chúng ta hậu thuẫn họ, chúng ta gìn giữ bảo vệ họ ở phía sau họ. Người Mỹ thường họ nói đến một cái câu rất là khích lệ. Khi có một người nào đang tấn lên để làm công việc gì đó, thì một người bạn rất thân đến nói một cái câu đó là I got your back. Tức là tôi bảo vệ phía sau, sau lưng của anh. Vì chúng ta biết rằng mình rất dễ bị đâm sau lưng. Cho nên cái sự cầu thai rất là quan trọng. Mặc lấy hết tất cả các binh giáp. Chúng ta để ý đến tại đây. Thứ nhất, hãy thắt lưng của bạn bằng lẽ thật. Chúng ta có thể cầu nguyện, Chúa ơi, Ngài là lẽ thật của con. Ngài là đường đi, là chân lý và sự sống của con. Hãy cầu xin Chúa vạch trần mọi lời dối trá của kẻ thù mà bạn tin tưởng. Hãy nói với Chúa rằng bạn chỉ muốn sự thật ở trong tâm trí của mình. Anh xem, nếu chúng ta không có sự soi sáng của Chúa, chúng ta rất dễ mắc bẫy ma quỷ. Như tôi nói, ông Phi-rơ là một cái người mà mới được Chúa khen, rồi thì bị Chúa Ngài chê trách ngay tức khắc. Rất là dễ, rất là dễ. Những người là học trò của Phao-lô, những cái lúc đầu thì họ kháng khích, cuối cùng là họ ham hố những chuyện của đời này, họ bỏ Phao-lô đến độ ông cô đơn, ông nói rằng không có ai ở với ta trong lúc này. Vì người đó, và ông gọi tên, và ông nói rằng đã bỏ đi rồi. Nên chúng ta cần phải xin Chúa Ngài giúp đỡ, để tâm trí của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, tấm lòng của chúng ta chỉ có sự thật mà thôi. Ma quỷ nó sẽ đến và nó nói những điều không đúng sự thật mà nghe rất thật. Hôm Chủ nhật có một cái cảnh nó làm cho chúng tôi rất là xúc động. Người bạn của Marcus với lại Thiên Ân dắt một em, một bạn bây giờ cũng là trung niên rồi, đã không nhóm lại với Hội Thánh gần 20 năm, trở lại nhóm với Hội Thánh. Thì quá trình của Bill ở tại đây khi mời bạn của mình, hóa ra là họ rất là thân với nhau từ lúc họ còn ở trong tiểu học. Cả hai người đều có cha chết sớm, cho nên họ rất là thân với nhau, kể giống như là bạn nối khố đó. Thì Bill phải thuyết phục cái người này. Và khi Bill chia sẻ với tôi thấy rằng thật là đúng. Tại sao mình có một cái hội thánh, không phải là một cái hội thánh mà có đây rồi ngày mai biến mất, mà đã đứng vững trong 40 năm. Mình đã từng nương tựa cái bóng của hội thánh này, mà sao bây giờ mình không trở lại để nhóm? Mình không có vấn đề gì trở ngại đối với hội thánh đâu. Chỉ có những cái điều xảy ra trong đời sống cá nhân của mình. Mình không thể để cho những chuyện xảy ra trong đời sống cá nhân của mình, tội lỗi của mình, mà mình đổ thừa là vì như vậy mà mình không đến hội thánh. Mình đánh sai mục đích. Ma quỷ nó rất là khôn ngoan, nó đến nó cám dỗ mình phạm tội, xong nó nói mặt mũi nào mà còn đi nhà thờ nữa. Rồi xong một lúc mình coi nhà thờ, hội thánh là kẻ thù của mình, trong khi đó hội thánh không làm một cái gì gọi là lỗi lầm đối với mình nữa, nhưng mà thất bại trong đời sống của mình. Nó thường hay đặt ở trong tư tưởng của chúng ta những cái điều vô lý như vậy. Và chúng tôi thường nói, hai người có thể cãi lộn với nhau, có những cái gai cấn với nhau, rồi trước khi đi ra khỏi nhà thờ hội thánh đó, thì phải lôi một sư khánh vô trong đó. Nó có chuyện nó xảy ra 1.000 cây số xa tôi, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng lãnh đủ ở trong cái công việc đó. Vì nếu không có lôi một sư khánh vô, lỗi một sư khánh, thì mình ra đi không có chính thức. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta cần phải thắt lưng của chúng ta bằng cái thắt lưng của lẽ thật là như vậy. Để xin Chúa cho chúng ta có sự soi sáng của Chúa, dẫn dắt của Chúa, để chúng ta thấy được vấn đề mà chúng ta sống một cách chính xác. Chúng ta cầu thay cho hội thánh của Chúa, bởi vì đây là một trong những cái bẫy mà ma quỷ rất là thành công. Nó đến nó rỉ tai chúng ta những điều không phải là sự thật. Nhưng vì chúng ta để cái lỗ tai của mình cho nó nói, thì chúng ta đã hiến dâng cái lỗ tai của mình cho ma quỷ. Và nó nói vào trong lỗ tai của chúng ta, nó là cha của sự nói dối mà.
Để nói một lúc là mình sẽ tin tốt luôn. Đó là năng đề. Thứ hai, chúng ta xin Chúa ngài cho chúng ta mặc áo giáp của sự công bình. Hãy cầu nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên tội lỗi vì con để con được trở nên công chính của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Cảm ơn Chúa Giêsu vì ngài là sự công bình của con. Nhờ sự công bình của Chúa mà con có thể dạn dĩ đến trước ngôi ân điển. Anh chị em, khi chúng ta mặc áo giáp của sự công bình này, thì cái thời giờ mà chúng ta đến trong sự cầu nguyện đó, chúng ta không còn giống đi lòng vòng ở ngoài sân ngoài. Và chúng ta mặc cái chiếc áo giáp của sự công bình này, thưa Hebrew nó là chúng ta đi xuyên qua xác của Chúa. Chúng ta theo vết chân đẫm máu của Chúa Giêsu còn để lại trên sàn của đền thờ. Chúng ta đi xuyên qua cái bức màn đã được xé ra làm đôi rồi đó, để chúng ta có thể đi tận vào trong nơi chí thánh và nói chuyện với Đức Chúa Trời ở tại đó. Chúng ta đi ngoài hành lang cầu nguyện một cách gọi là những chuyện dư hành củ kiệu, những chuyện không có quan trọng. Mình có thể đi thẳng vào trong nơi chí thánh, tại đó mình cầu nguyện và mình để Chúa hướng dẫn để mình cầu nguyện những điều nó có liên quan đến hội thánh của Chúa, của cả dân tộc của mình. Những chuyện lớn, những chuyện của thế giới. Còn không, anh chị em, chúng ta sẽ đối diện với những chuyện lỉnh kỉnh lặt vặt của chị này, chị kia, ông này, ông nọ. Công việc của Chúa lớn lắm. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ vượt xa những điều đó. Một trong những điều rất là đặc biệt của cụ phụ huynh tại Indonesia mà khi tôi qua bên đó, tôi nói rằng: Ô Lạy Chúa, xin thương xót. Làm sao để người Việt Nam chúng con sẽ có được việc này? Chúng ta nhớ hình mục sư Tom Victor chia sẻ cho chúng ta một buổi cầu nguyện 120.000 người. Sân vận động quốc gia của họ có 100.000 chỗ ngồi. Rồi có 20.000 người ở dưới sân cỏ. Vậy mà khi họ hát, tất cả đều hát có một lời. Việt Nam chúng ta một bài, chúng ta có ít nhất là 4-5 lời. Nếu không nói là cả chục. Vì ai cũng nói rằng cái bản dịch của mình nó là số 1. Tại vì cái tinh thần số dách của mình là lâu rồi. À, anh xem. Tôi, ý của tôi, bản dịch của tôi, ý tưởng của tôi mới là số dách. Còn những người khác là đồ bỏ. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà hợp lại với nhau, hát không được. Tại vì cái bài mình hát không có quen. Nhưng mà lạ lùng, anh chị em, tôi đứng bên cạnh mấy cái ông gọi là của chánh thống Đông Phương đó, là mấy ông mà đội cái mão mà có cái khăn màu đen đen đó, cao lên trên thổi cái đầu đó. Họ đứng họ hát cùng một lời với anh em Tin Lành. Đứng kế bên cạnh họ thấy họ hát, tôi đứng đó thấy: Ô Lạy Chúa, xin thương xót hội thánh Việt Nam của chúng con. Họ hiệp một đến như vậy đó. Tại vì họ tôn trọng ân tứ của nhau. Họ giao cho một cái người có ơn để dịch bài hát. Người đó mới dịch xong cả hội thánh của Chúa sử dụng. Có thể được khi chúng ta cầu thai. Cầu nguyện trong ơn của Chúa để chúng ta sẽ có sự hiệp một trong ơn của Chúa. Và chúng ta không tìm cách để chứng minh rằng mình xứng đáng nữa. Nhưng mà tất cả vui hưởng mặc cái chiếc áo giáp công bình, Chúa ngài đã xưng công bình rồi. Chúng ta sống trong những phước hạnh Chúa ngài ban cho, chúng ta phục vụ từ nơi cái mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng ta với Chúa, mà bông trái của mọi việc, lời ăn, tiếng nói, việc làm của chúng ta cũng ra từ đó. Không phải chúng ta làm để mình chứng minh cho Chúa và mọi người xung quanh biết là mình có thớ, mình là như thế này, như thế kia. Chúng ta an ninh trong tình yêu của Chúa Cha và chúng ta sống với những gì mà Chúa Giêsu đã làm xong cho mình. Có thể đi thẳng vào trong nơi chi thánh và tại đó có thể cầu nguyện với Chúa. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng giả dép cho Tin Lành bình an. Chúa ngài cho để chúng ta có thể tuyên bố là Chúa Giêsu, Chúa là sự chuẩn bị của con, sự sẵn sàng của con, vì con có thể làm được mọi sự nhờ Chúa thêm sức cho con. Để chúng ta bước ra và bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để chia sẻ Tin Lành của Chúa. Còn những cái cần phải được tiếp tục đóng đinh nó vào trong thập tự giá, để không đó là xác thịt nó có thể nổi lên. Cảm ơn Chúa, Chúa cho nhà tôi có nhiều khi nhắc tôi một câu rất là ý nghĩa. Họ biết anh là mục sư đó nha. Đến cái chỗ mà những cái service của người ta, nó có thể họ đang chậm trễ hoặc là họ làm những cái việc không có đúng đó. Mình rất là dễ để mình mất bình tĩnh, mình có thể la họ. Nhà tôi nhắc, họ biết anh là mục sư đó nha. Cảm ơn Chúa.
Nếu tất cả chúng ta đều được Thánh Linh của Chúa nhắc về chúng ta để là mình là người sẵn sàng để giảng tin lành đó nha, thì cách chúng ta đối xử với những người xung quanh của chúng ta sẽ, chúng ta dành chỗ cho việc để mình có thể giảng tin lành của Chúa. Người ta không nói, ồ hồi nãy nó không giống cái người giảng tin lành chút nào hết. Từ đó là chúng ta đánh mất cơ hội, phải không chị em? Vì chúng ta cũng đã từng nghe cái người nói mà giảng tin lành ai nghe? Tại sao? Vì những cái bài giảng trước đó thì nó đầy xác thịt, nó đầy những tin xấu chứ không phải là tin lành. Thì khi mình mở miệng ra nói về tin lành, về phúc âm, chúng ta không nghe. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mang giày dép cho sự giảng tin lành bình an của Chúa. Để cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự chuẩn bị của con, xin giúp đỡ cho con. Ngài là sự sẵn sàng của con, xin giúp đỡ cho con để con có thể làm được mọi sự, nhờ Chúa thêm sức cho con. Chúng ta mang thuẫn của đức tin vào. Chúng ta có thể nói là Chúa Giêsu, nhờ danh của Chúa mà con đứng vững trước những mũi tên của kẻ ác. Dập tắt được tất cả mọi tên lửa của ma quỷ khi chúng ta cầm thuẫn của đức tin. Người ta có thể nói chúng ta tối ngày chỉ nói chuyện tích cực, không có thực tế chút nào. Nói cái chuyện, nói là cái sự thật, gọi là thực tế đó, ai mà không nói được. Nhưng mà chúng ta cần phải nói tiếng nói của đức tin, tiếng nói của hy vọng. Vì Đức Chúa Trời, Ngài cần chờ những điều đó trong lời cầu nguyện của chúng ta, trong lời công bố đức tin của chúng ta, để Chúa, Ngài có chỗ để Ngài hành động. Nhưng tôi thường nói với nhiều con gái của Chúa, chúng ta cầu nguyện giống như là Chúa không biết gì đó, Chúa Ngài đang ở đâu, lo chuyện ở đâu, của góc nào của vũ trụ á. Mình gặp Chúa là mình phải kể cho Chúa nghe đầy đủ hết. Còn nếu mà mình không nói, Chúa không biết, Chúa biết hết tất cả. Công việc của chúng ta đó là chúng ta lên tiếng nói của đức tin. Lạy Chúa, con có nan đề này. Lạy Chúa, dân tộc con có nan đề này. Lạy Chúa, đất nước xứ sở con đang sống đang có nan đề này. Nhưng mà con tin rằng Chúa có thể thay đổi. Xin Chúa can thiệp vào, và con tin rằng việc này nó sẽ xảy ra khi chúng ta công bố tiếng nói của đức tin. Lúc bây giờ Đức Chúa Trời, Ngài có cớ để Ngài làm việc. Còn nếu chúng ta chỉ có kể cho Chúa nghe những cái chuyện khó khăn, những cái chuyện tiêu cực, thì chúng ta phí đi cái thời giờ, bởi vì Đức Chúa Trời không thể làm gì trên những điều đó, mà Ngài chỉ có thể hành động. Bởi vì chúng ta mời Chúa, chúng ta xin Chúa làm việc, và chúng ta tin đến cỡ nào, và chúng ta tin Chúa Ngài làm được cái điều gì. Chúa Giêsu hỏi, hay ngươi tin ta có thể làm được điều đó chăng? Khi người mù đến nói xin Chúa, xin thương xót với chúng tôi, cùng Chúa hỏi, hai người tin ta có thể làm được điều đó chăng? Nghe dường như lẩm cẩm, hai ông này, ông đến, ông mù mà người ta la, đừng có làm ồn ào, họ còn la lớn lên hồi xin Chúa, mà sao Chúa hỏi một câu như vậy? Vì Đức Chúa Trời Ngài muốn nghe chúng ta nói, Chúa Giêsu Ngài muốn nghe từ nơi tấm lòng của chúng ta. Lấy thuận của đức tin, để chúng ta có thể thắng được cả tên lửa của ma quỷ. Nó sẽ bắn chúng ta tứ phía đó, nhưng mà bởi thuận đức tin chúng ta sẽ thắng. Mão trụ của sự cứu rỗi, đây cũng là điều cần thiết. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì chiếc mũ cứu rỗi đã che phủ ý thức và tiềm thức của con. Tạ ơn Chúa đang che đầu của con trong ngày chiến trận. Như Thi Thiên 140 câu số 7, Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, là sức mạnh giải cứu của con. Chúa che chở đầu con trong ngày chiến trận. Cái đầu chúng ta mà một mũi tên, là một viên đạn nó bắn vô cái là xong. Cho nên một trong những cái binh giáp, mà cái phần binh giáp rất là quan trọng là cái mão, cái nón sắt. Mà cái nón sắt của chúng ta không phải chỉ là cái nón bằng sắt, nhưng mà là cái sự cứu rỗi của Chúa. Tại sao nó quan trọng như vậy? Bởi vì cái chiến trường tâm trí, anh chị em, ở trong cái mặt trận này đó, nó rất là nguy hiểm. Ai nắm được cái sự suy nghĩ, chúng ta nắm được con người của chúng ta. Ma quỷ, cái chiến trường tâm trí là nó dàn trận ở trong tâm trí của mình đó. Khi mà nó đánh chúng ta nhục trí được rồi đó, là chúng ta thua non rồi. Chúng ta khỏi cần đánh cái gì nữa, bởi vì chúng ta đã chấp nhận mình thua rồi. Có nhiều người khi hỏi tại sao không cầu nguyện, cầu nguyện có gì khác biệt nữa đâu. Tại sao không có đức tin? Bởi vì hồi trước đến giờ tôi tin mà không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta quên không đội cái mão của sự cứu rỗi. Cái chiến trường ở trong tâm trí của chúng ta nó rất là quan trọng. Anh chị em yêu dấu của tôi, xin cho tôi nhắc anh chị em là cái mặt trận này đó, ma quỷ đang rất là bận rộn. Nó nhồi nhét vào trong tư tưởng của chúng ta qua phim ảnh.
nó nhồi nhét qua lời, qua tiếng lại của những người lân cận chúng ta. Nếu đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng đó, thì đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa. Đức tin chắc chắn cũng đến bởi những chuyện chúng ta nghe, mà chúng ta nghe hai ba bà nói đó thì chúng ta sẽ tin, mà chưa chắc gì là họ nói sự thật. Nên xin Chúa ngài cho chúng ta có một cái mão trụ của sự cứu rỗi, che cái tâm trí của mình. Vì cái chiến trường tâm trí này, tôi cam đoan với anh chị em, nhiều người đã ngã một cách tức tưởi trong cái chỗ này mà không biết. Vợ chồng nghe một bài giảng đầy ơn của Chúa, đứng lên trải lên xin được cầu nguyện, rồi ra xe mới vừa chui vô trong xe, ông nói một câu, bà trả lời một câu, là phán một tiếng liền, thôi đừng đi nhà thờ nữa, đi làm chi mà hồi nãy ở trong đó thì rất là thánh mà bây giờ ăn nói như vậy. Anh chị em thấy không? Và khi mà mình nói như vậy, mình phá đổ hết tất cả những gì mình đã được gây dựng ông trong suốt cả buổi nhóm. Nên đề cao cảnh giác, phải đổi cái mão này vào anh chị em. Rất là quan trọng. Tất cả là do chúng ta được Chúa cứu. Chúng ta được bảo vệ bởi sự cứu rỗi của Chúa. Và trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã có tất cả rồi. Khi chúng ta cần kêu xin và tiếp nhận cái phần đó trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có cái sức mạnh của ý chí để thắng một cái điều gì đó trong đời sống, lại Chúa xin áp dụng huyết của Đức Chúa Jesus đã đổ tại vườn Gethsemane, để con có sức mạnh của ý chí để có thể thưa vâng với ý của Chúa Cha, chứ không theo ý của con, thì chúng ta có thể thắng được. Trong Chúa Giêsu, sự cứu rỗi của Chúa, Chúa ngài dành lại chúng ta tất cả những gì cần thiết rồi. Nên hãy đổi mão trụ của sự cứu rỗi vào để chúng ta được bảo vệ, nhất là tư tưởng của chúng ta. Tôi có những buổi chiều Chủ nhật về đến nhà thì ma quỷ nó vây quanh tôi và có những cái tiếng nói, nó nói rằng thôi viết thư từ chức đi. Vì có những lời nói, có những cái phê bình của những con người mình thấy không? Nó đến, nó tìm đủ một cách để nó đánh hạ mình ở trong cái mặt trận này. Mình thì thức khuya dậy sớm, có nhiều khi là thức đến 3-4 giờ sáng để chuẩn bị cho sứ điệp. Vô tới thì thấy có những người họ đi nhà thờ trễ, mà trễ 5 phút, 10 phút không nói gì anh chị em. Tôi giảng gần xong bài giảng họ mới đi vô. Một trong những điều mà làm cho tôi bị phát phạm là đứng ở đây mà nhìn ra cái cặp rửa đôi ngoài trước, mà cửa của mình ở đây là cửa kính, nhìn thấy rõ lắm. Thế giờ đó mình sắp sửa kêu gọi chấm dứt rồi đó, họ mới lục đục họ đi vô. Có nhiều khi cũng chạy lên để xin cầu nguyện nữa. Là cái câu hỏi đó là cầu nguyện dựa trên cái gì? Mình có nghe cái sứ điệp đâu mà để mình xin cầu nguyện. Rồi có những cái thái độ mà chúng ta thấy nó rất là vô lý. Ngày thứ hai tôi về, tôi buồn, tôi nói Chúa ơi, chắc là con thả trôi giống như mấy mục sư khác đi. Mình cứ soạn bài sơ sơ xài xài, tại vì họ cũng tha thiết, không có khao khát, thôi mình cứ có gì cho ăn đó đi. Nên xem mình giảng chưa xong, họ đã rủ nhau đi đánh ping pong rồi. Cái giá trị của lời của Chúa đó, một lời mà đến từ sự mặc khải của Chúa có thể thay đổi một con người. Để chúng ta nghe lời làm chứng của anh chị em chúng ta rất là nhiều, mà nhờ vào trong những điều đó nó cũng khích lệ chúng tôi đó. Tôi mới gặp ở tại Pensacola một chị em của chúng ta. Mục sư ơi, em nghe bài giảng của mục sư 20 lần, 30 lần, 40 lần, em vẫn thấy nhiều sự dạy dỗ trong đó. Nên em thấy lần quý lắm. Không biết bài giảng của mục sư như thế nào đó, em nghe bài giảng của các mục sư nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam của mình, nghe một lần là hết ý rồi. Nhưng mà bài giảng của mục sư em nghe một lần rồi, em nghe lại, mà em đếm lên đến mấy chục lần vẫn có thể nhận được sự dạy dỗ. Lúc đó mình mới hiểu là những cái giờ mà mình gõ cửa Đức Chúa Trời để xin bánh cho anh em của mình đó, nó xứng đáng. Chính những lời đó và Chúa ngài sắp đặt một cái điều này cũng rất là kỳ diệu anh chị em. Ở trong cái chiến trường tâm trí này, về chiều Chủ nhật là như vậy đó. Thì Chúa ngài sắp đặt. Tôi thường nói với anh chị em nhiều năm trước đó, có những cái ngày mà tôi tính là ngồi xuống bàn computer của mình đánh một cái lá thư để xin từ chức.
Thì Đức Chúa Trời Ngài sắm sẵn có những người họ viết một cái postcard. Họ đã gửi 4-5 ngày trước đó, tới ngày thứ hai mới tới nhà của tôi. Lấy cái postcard đó vào. Ngày hôm nay thì điện thư, những lời nhắn tin, những cái messenger từ tất cả anh em. Cảm ơn Chúa vì sứ điệp mà Chúa Ngài cho mục sư giảng đúng tâm trạng của con. Hôm nay mục sư giảng cái bài này cho con nè, cuộc đời của con được thay đổi. Hay là biết là mục sư đối diện với những cái ngày thứ hai đen tối này, cho nên con viết cái này để, cái postcard này để khích lệ mục sư, bởi vì con cảm nhận Chúa hướng dẫn là phải chia sẻ mục sư cái điều này. Chức vụ của mục sư ảnh hưởng trên đời sống của con rất nhiều. Anh chị em nói như vậy cho đến ngày thứ ba là ngồi dậy tiếp tục làm việc rồi. Vậy tôi đã cam kết với Đức Chúa Trời, khi tôi đứng ở trên bông tàu giữa biển khơi Thái Bình Dương của chúng ta và nói với Chúa, như Chúa cho con còn sống, con sẽ dâng tất cả những ngày còn lại của cuộc đời của con để nói cho mọi người biết về tình yêu và ân điển của Ngài. Và tôi giữ cái sự cam kết đó. Và mão trụ của sự cứu rỗi xác nhận khiến cho tôi có thể tấn tới trong ơn của Chúa. Anh chị em trong chức vụ cầu thai, đây là một trong những lĩnh vực mà anh chị em nên nắm bắt. Có những cái chứng trạng mà chúng ta biết rằng rất là khốc liệt. Những người mà đối diện với trầm cảm, bất an, anh chị em biết cái giờ đen tối nhất của họ là mấy giờ không? Từ 12 giờ đêm đưa khuya cho đến 3 giờ sáng. Rồi nếu trong giấc ngủ mà anh chị em được Chúa Ngài cho có một giấc mơ, có một cái sự đánh thức gì đó, bật dậy, không ạ? Vì ai đó đang chiến đấu, tranh chiến với sự sống và chết, có thể có những cái quyết định mà ma quỷ đã ảnh hưởng đến tâm trí của họ đến cái mức độ là họ chỉ còn một bước nữa là sẽ làm những việc rất là tồi tệ. Cầu thai cho họ. Có những chức vụ, có những mục sư, có những anh em, có những người hầu việc Chúa, chúng ta biết những cái giây phút mà họ đối diện rất là khó khăn. Ở đây thì chúng ta cảm ơn Chúa là nhiều năm rồi, Chúa cho chúng ta có một cái cách tổ chức nó khác hẳn, dựa theo đường lối của Kinh Thánh. Mà buổi họp của ban chấp hành nó không là một cái buổi cãi lộn. Anh chị em, trước khi Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta về cái cách tổ chức mà chúng ta sử dụng từ năm 1992 cho đến bây giờ đó, thì cái ngày Chủ nhật đầu tháng có cái buổi họp của ban chấp hành là những ngày mà tôi muốn trốn, không có đi nhà thờ, nhưng mà phải đi vì mình là mục sư. Cái ngày đó mà ban chấp hành họp, anh chị em mình bước ra giống như là mình mới đánh một trận quyền anh, gọi là bị đo ván mấy chục lần đó. Người nó ê ẩm. Vì nhiều khi người ta được chọn vào ở trong những cái chức vụ đó là do ảnh hưởng hay là do tiếng tăm của ông bà cha mẹ, đó là con cháu của mục sư, là ông gì bà gì đó, và được bỏ phiếu vào trong ban chấp hành, chứ không phải là do ân tứ, do sự kêu gọi của Chúa, do những cái ước ao, những cái passion của họ để hầu về Chúa. Thì cái hậu quả thì chúng ta thấy rằng đa số hợp lại là cãi. Mà nhiều khi chúng ta nghe thiếu niên nó chạy lời, nó để cái lỗ tai nó vào trong cái cửa của ban chấp hành đang học, để nghe nó, để học, để mai mốt nó lớn lên nó sẽ tiếp tục công việc. Chức vụ cầu thai của chúng ta cho hội thánh của Chúa, rồi người Việt Nam của chúng ta, về những lĩnh vực mà tôi chia sẻ tại đây rất là quan trọng. Chúng ta còn rất là nhiều đất mà chúng ta phải chiếm lại. Thì quân thù đã lấy những điều này từ những năm đầu khi Tin Lành đến Việt Nam. Do cái cách tổ chức ở trong thời bây giờ không có đủ mục sư truyền đạo, cho nên người ta tổ chức là có một cái ban trị sự. Mà trong đó là thư ký là cái người xử lý thường vụ của hội thánh. Cái ông thư ký rồi cộng thêm cái ông tư hóa trong hội thánh đó. Tại vì chức vụ của các mục sư truyền đạo thì cứ phải luân chuyển, bởi vì số người hầu việc Chúa và số hội thánh được thành lập đó luôn luôn là nó không có quân bình. Cho nên khi hội thánh mà không có người lãnh đạo, quản nhiệm, thì lúc bây giờ ông thư ký với cái ông tư hóa là hai ông tạm gọi giống như danh từ của các anh em công giáo gọi là ông trùm đó. Thì nó là gài ở trong hội thánh của Chúa Tinh Thần này. Không lạ anh chị em nghe những cái câu là tôi mướn mục sư về đây
thì mục sư phải nghe lời chúng tôi. Có những cái câu họ nói rằng chúng tôi mướn mục sư về đây đó là mục sư chẳng những là sư mà còn phải là mục nữa. Tức là ông không chỉ đi đến ông giảng thôi mà ông còn phải phục vụ con cái của Chúa trong hội thánh. Họ định nghĩa và họ hiểu nó sai. Chúng tôi là con cái của Chúa, mục sư là tôi tớ. Tôi tớ Chúa nhưng mà tôi tớ của tín đồ. Điều này đòi hỏi chúng ta cầu nguyện để Chúa ngày bởi ơn của Chúa, bởi vị trí mà Chúa ngày cho chúng ta cầu nguyện để phá tung những điều này. Để chúng ta có sự hiệp một, hội thánh của Chúa có thể nhịp nhàng tấn tới. Thay vì chúng ta đi 2 bước rồi chúng ta lùi 3 bước, thì chúng ta cứ tiếp tục tấn tới ở trong ơn của Chúa, bởi vì không có cái chuyện gọi là nói ra nói vào vô lý. Sau một buổi Chủ nhật đầy ơn của Chúa, không có những ngày thứ hai, thứ ba gọi điện thoại rỉ tai với nhau nói chuyện này, chuyện kia, làm vỡ đi những cái gì Đức Chúa Trời Ngài làm ở trong ngày Chủ nhật. Sự khác biệt mà thôi, muốn nhắc anh chị em, Indonesia đó họ đi từ nhỏ rồi họ cứ tăng trưởng lên không ngừng. Anh chị em từ 700-800 đại biểu về để tham dự, mà cho đến 120.000. Rồi cùng một lúc 380 thành phố nhóm hiệp lại với nhau, lên đến 4 triệu người, 3-4 triệu người. Thì là một con số nó cứ tiếp tục nó tăng lên như vậy. Và cái bài học mà họ để lại cho chúng ta là sự hiệp một. Có một vị mục sư được Chúa Ngài sử dụng rất lớn, mục sư Nicol. Ông có sáng tác một số những cái bài mà Hội Thánh Việt Nam của chúng ta rất yêu thích, được Chúa sức giàu rất đặc biệt. Đó là yêu Chúa hơn cả mọi điều, hay là Hallelujah. Tôi nhớ năm 2012, khi ông gặp cái đoàn đại biểu của người Việt Nam của chúng ta, khi chúng ta được mời lên cái tháp cầu nguyện. Hội Thánh ông tổ chức cái chỗ hội nghị mà có 15.000 chỗ ngồi đó, là bởi vì đó là 15.000 trưởng nhóm của các nhóm nhỏ hay là hội thánh đơn giản trong hội thánh của ông. Mà hàng tháng chỉ có những người lãnh đạo của các nhóm nhỏ đó mới có thể đến nhóm ở trong cái buổi cầu nguyện đó mà thôi. Khi lên đến cái phòng cầu nguyện đó, hôm đó tôi lại không có vâng theo cái kế hoạch đáng lý là ngồi với Bắc Mỹ, chạy qua ngồi với nhóm Việt Nam. Thì Chúa cho tôi tới của Chúa được nhắc nhở một cái điều mà ông như năn nỉ, đó rằng xin đừng bán cái sự hiện diện của Chúa. Đừng buôn bán sự hiện diện của Chúa. Đừng thương mại hóa sự hiện diện của Chúa. Hãy nhớ rằng trước khi Chúa bày tỏ sự hiện diện, chúng ta khốn khổ như thế nào. Ý ông muốn nói được ơn của Chúa rồi, đừng giống như làm những chuyện để kiếm tiền qua cái việc ơn đó của Chúa. Đừng tự thổi phồng chính mình bởi sự hiện diện và ơn của Chúa trong đời sống của mình. Mình biết một điều là khi Chúa ngày chưa hiện diện đó, mình đời sống của mình tan nát. Ý ông muốn nói đến trước khi Chúa bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài cho Indonesia, hội thánh của Chúa bị những người Hồi giáo quá khích chặt đầu các mục sư, đốt nhà thờ, bao nhiêu chuyện chúng ta thấy kinh hoàng nó xảy ra như vậy. Khi Chúa ngày bày tỏ sự hiện diện của Ngài đáp lời cầu nguyện, họ được Chúa ngày ban phước cất nhắc họ lên. Ông nhắc nhở rằng đừng buôn bán về sự hiện diện của Chúa. Một cái kinh nghiệm chia sẻ lời với chúng ta một cái rất là quan trọng. Đừng lấy cái sự hiện diện của Chúa mà chúng ta buôn bán để đem cái danh lợi cá nhân của mình. Mình xin Chúa cho để chúng ta nhường tất cả sự vinh hiển và kể tất cả là do ơn của Chúa cho đời sống của chúng ta. Điều đó dẫn chúng ta đến điều cuối cùng, đó là chúng ta phải cầm gươm của Đức Thánh Linh. Ở trong chiến trường tâm trí, trong chiến trường, trong mặt trận của xác thịt, trong chiến trận thuộc linh, cả ba chúng ta biết rằng kẻ thù luôn luôn làm việc bởi những sự phỉnh dối. Thì cái chìa khóa của chúng ta tại đây đó là chúng ta phải cầm gươm Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Nó nói bậy, chúng ta lấy lời của Chúa, chúng ta trả đũa nó. Nó cám dỗ chúng ta bằng cách nó bóp méo lời của Chúa, như nó đã từng cám dỗ Đức Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu luôn đắc thắng là có lời chép rằng. Có lời chép rằng. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ sử dụng gươm của Đức Thánh Linh, và chúng ta cầu nguyện với Chúa là Chúa, cảm ơn Chúa vì lời sống động và hữu hiệu của Chúa, sắc hơn gươm hai lưỡi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì
Chúa, Ngài là đấng sẵn sàng và là đấng sẽ làm thành những gì Ngài phán với chúng ta. Cho nên khi chúng ta sử dụng lời của Chúa để chúng ta chống trả lời với ma quỷ, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng trong ơn của Chúa. Hãy nhớ lời gương của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, là vũ khí tấn công. Cho đến giờ phút này chúng ta thấy tất cả những điều kia là để bảo vệ, để chúng ta phòng thủ. Nhưng mà gương của Thánh Linh, lời của Đức Chúa Trời là để chúng ta tấn công. Chúng ta tấn công vào trong nước của công việc của ma quỷ, vì nó là cha của sự nói dối, cho nên công việc của nó là nói dối, nó láo, không đúng sự thật. Chúng ta lấy lời của Chúa và chúng ta đánh trả điều đó. Khi nó phỉnh dối, chúng ta lấy chân lý của Chúa, chúng ta trả đũa. Khi nó đến, nó dùng những cái lời để nó chà đạp mạ lì chúng ta, khiến cho chúng ta mặc cảm, thì chúng ta lấy lời của Chúa, chúng ta trả lại với nó. Chúng ta được cứu trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta ngày hôm nay là người được Chúa yêu. Chúng ta thuộc về nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta là các thầy tế lễ, là những nhà vua ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, là dân tộc thánh ở trước mặt Chúa. Cuộc đời của chúng ta là để ca ngợi sự vinh hiển của Chúa, và cuộc đời của chúng ta cũng như hội thánh của Chúa là bày tỏ ra sự khôn ngoan muôn mặt của Đức Chúa Trời. Thì nó không dùng những cái điều này điều kia để nó đánh hạ chúng ta xuống được. Vì một trong những điều là nó áp đảo để chúng ta nhục chí. Nhưng mà cảm ơn Chúa, những người biết lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cầm gươm của Chúa lên, chúng ta múa, chúng ta đánh trả trở lại. Nó lộn xộn, nó đến gần là sẽ đứt tay, đứt chân lắm. Vì lời của Đức Chúa Trời, nó sẽ không đứng nổi khi chúng ta sử dụng lời của Chúa để chúng ta chiến đấu ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, tối hôm nay tôi mời anh chị em, chúng ta sẽ ứng dụng cái giáp trụ của người tín đồ. Chúng ta cầu nguyện cho 5 điều. Khi chúng ta cầu nguyện cho chính mình và hội thánh, để ý đến cá nhân thuộc về hội thánh. Hội thánh trong đó có chúng ta. Thứ nhất, cầu xin Chúa vạch trần mọi lời dối trá của kẻ thù đã khiến chúng ta tin theo. Cầu xin Chúa cho chỉ có sự thật ở trong tâm trí của bạn và của hội thánh mà thôi. Xin điều đó đi, để trong tâm trí của chúng ta không có những điều giả dối, những điều không đúng sự thật. Chúa, Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện và giúp đỡ chúng ta. Vì chúng ta không muốn mình bị Satan nó gạt, mà nó thắng chúng ta luôn. Cầu xin. Thứ hai, cầu thay để tất cả hội thánh mặc áo giáp của sự công bình trong cuộc sống hàng ngày, để chúng ta chống lại mọi tấn công gây nghi ngờ về sự cứu rỗi và địa vị được xưng công bình của chúng ta bởi Chúa Giê-xu. Cầu xin Chúa cho mỗi người nhờ sự công bình của Chúa mà có thể dạng dĩ đến trước ngôi ân điển. Chúng ta nói chuyện với những người lân cận, chúng ta nói tới sáng. Nhưng mà nói với Chúa đó, thì chúng ta nói 5-3 câu rồi chúng ta hết ý để nói. Tại sao? Cái sự khác biệt là bởi vì chúng ta không có dạng dĩ đến trước mặt Chúa. Cùng một lúc chúng ta đang đến với Chúa như vậy, thì ma quỷ nó nhắc nhớ cho chúng ta những chuyện, những cái thất bại trong đời sống của chúng ta, những cái chỗ mà chúng ta biết rằng Chúa không có vui. Nếu chúng ta bận rộn để cho ma quỷ nó làm cho chúng ta bị chi trí trong lúc chúng ta cầu nguyện như vậy, thấy mình không xứng đáng, chúng ta sẽ không đứng vào trong vị trí mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài cho để chúng ta mặc áo giáp của sự công bình. Chúng ta đến trước mặt Chúa ở trong cái vị trí mà Chúa Ngài ban cho, và sự công bình mà Chúa Giê-xu Ngài đã làm xong cho chúng ta, nay chúng ta được xưng công bình trong Chúa đó, mà chúng ta có thể dạng dĩ đấy. Bất cứ lúc nào, Chúa bảo chúng ta hãy đến để nhận được ơn trong thời giờ có cần dùng. Chúng ta có thể bước vào trong sự cầu thai, và chúng ta rằng chúng ta được Chúa Giê-xu làm cho chúng ta xứng đáng ở trong Chúa, mặc áo giáp của sự công bình vào. Thứ ba, chúng ta cầu thai để chúng ta và mỗi con cái của Chúa luôn sẵn sàng để chia sẻ phúc âm cứu rỗi cho mọi người chúng ta tiếp xúc. Hôm Chủ nhật, nếu chúng ta nắm bắt được Chúa Thánh Linh đang ban cho hội thánh của Chúa một phương pháp chứng đạo mà cái thời đại của chúng ta người ta rất cần, cho nên hãy nắm bắt điều đó để chúng ta nói cho những người đang bị ma quỷ chà đạp. Tâm trí của họ đang lẫn lộn, họ không biết họ là đàn ông, đàn bà hay là trung tính hay là cái gì đó. Chúng ta thấy bây giờ nó rối đủ thứ trong chỗ đó. Có người nói tôi không phải là đàn ông, cũng không phải là đàn bà. Tôi vừa thích đàn ông, vừa thích đàn bà. Có cái dạng đó nữa. Này, có cái dạng vừa thích đàn ông, vừa thích đàn bà. Rồi có cái dạng là tôi bây giờ không đặt mình vào trong là cái giới tính nữa, mà chúng tôi thuộc về một cái loài khác. Họ đi tìm tình yêu. Một con thống kê làm cho chúng ta chóng mặt. Những người sống ở trong tình dục đồng giới, trong cuộc đời của họ,
họ có trung bình là trên 120 người gọi là bạn đời của họ. Một người mà gãy đổ là thiếu đều là mất trí rồi. Sống mà truyền tay từ ông này sang ông khác như vậy. Trái tim của họ chắc là cho riết rồi, không còn chút nào nữa. Những con người đó cần nghe là Chúa yêu thương họ. Chúa có một chương trình đặc biệt cho họ, là người được Chúa thương nhất. Và đang rất là kết quả ở khắp nơi trên thế giới, xin Chúa Ngài cũng cho chúng ta cũng có đức tin đủ để chúng ta nói cho người Việt Nam của chúng ta, cho những người mà chúng ta tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày. Chúa yêu họ. Chúng ta sẽ không mạnh dạn nói cho đến khi chúng ta nhận cái tình yêu đó cho chính mình. Nhiều người trong chúng ta vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của Chúa Cha. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm trước, rồi chúng ta chia sẻ ra cho những người lân cận của chúng ta. Thứ tư, xin Chúa bảo vệ đời sống tư tưởng của chúng ta bằng máu trụ của sự cứu rỗi. Tất cả được bảo vệ, ý tưởng của chúng ta, xin Chúa cho tâm trí của chúng ta được bảo vệ bởi máu trụ của sự cứu rỗi. Và cuối cùng, cầu xin Chúa cho chúng ta và Hội Thánh được Đức Thánh Linh chỉ dẫn để biết sử dụng lời của Chúa là gươm Thánh Linh mà đánh trả mọi tấn công của ma quỷ. Amen anh chị em. Amen Chúa. Chúng ta tìm một người bạn đồng đội là chúng ta sẽ cầu nguyện cho năm điều này. Tối hôm nay anh chị em mạnh mẽ gõ cửa thiên đàng, dạng dĩ bước vào ở trong ơn của Chúa, trong sự hiện diện của Chúa để chúng ta cầu nguyện những điều này. Và tin chắc rằng Cha rất cần nghe nơi chúng ta để Ngài có quyền pháp lý để làm việc trên ai đó mà Chúa đặt để trong chúng ta để cầu thay trên Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh chung khi chúng ta hiệp lòng hiệp ý chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta bởi đức tin tin rằng chúng ta cầu nguyện Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện chúng ta vì Chúa là đấng đáp lời cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Anh chị em xin tìm gặp một người bạn đồng đội, có thể là cùng giới với mình, các chị em cầu nguyện với nhau, các anh cầu nguyện chung với nhau. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên Hội Thánh. Phần của tôi tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng để các anh chị em chúng ta ở xa cũng có thể cùng amen với chúng ta. Đặc biệt các con gái của Chúa ở tại Việt Nam, các đệ tử của Chúa ở tại các nơi, xin cũng hãy nhận biết điều này, những điều chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay. Không phải là để nói chà đạp hay là đánh mất phẩm giá của Hội Thánh Việt Nam của chúng ta. Chúng ta nhìn nhận đây là một sự thật rất là phũ phàng. Và chúng ta sẽ không thể tấn tới được cho đến khi chúng ta nhận biết mình đang ở đâu. Cho nên chúng ta hết lòng cầu nguyện để Chúa sẽ bẻ gãy những xiềng xích này và chúng ta sẽ thấy Hội Thánh của Chúa có thể tấn tới trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em cầu nguyện, còn tôi sẽ hướng dẫn để Hội Thánh Chúa chung cũng sẽ amen với chúng ta. Cho dẫu chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa nhắc nhở chúng con sự cầu nguyện mà Cha đẹp lòng, đó là sự cầu nguyện theo ý của Ngài. Mà nếu chúng con biết chúng ta cầu nguyện, chúng con cầu nguyện bất cứ điều chi Cha cũng nghe khi chúng con cầu nguyện theo ý của Chúa, thì chúng con cũng biết chắc rằng mình đã nhận được điều mình cầu xin. Cảm ơn Chúa vì ý của Ngài đã được thể hiện qua lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã dạy và nhắc nhở chúng con khi chúng con cầu nguyện chúng con phải cầu nguyện như thế này. Cảm ơn Chúa. Cha chúng con ở trên trời, cảm ơn Cha vì chúng con tất cả đều được cứu và được chuyển vào nhà của Chúa để chúng con làm con Chúa. Cảm ơn Chúa vì danh của Ngài được thánh, các danh quyền năng, các danh cứu chuộc của Ngài đã được bày tỏ cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Jehovah Jireh, đấng sắm sẵn tất cả những nhu cần của chúng con. Và tối hôm nay Chúa dẫu có những nhu cần mà chúng con không thể nào làm gì khác được, và chúng con cũng tin chắc rằng chúng con không thể tấn tới được cho đến khi những vấn đề này được giải quyết. Anh Chào Dấu, con cầu xin Chúa Ngài vạch trần mọi lời dối trá của kẻ thù đã khiến cho chúng con tin theo. Những dối trá, nhưng chúng con không ra chi, chúng con không thể làm bất cứ điều gì. Chúng con bất tài, chúng con vô dụng. Nhưng lại Chúa xin giúp đỡ để chúng con có thể thắng được những lời dối trá này, biết rằng trong ơn của Chúa, Chúa Ngài đã cho chúng con được chuộc lại tất cả những gì đã mất trong Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã chuộc lại cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì thẩm quyền thuộc linh cũng đã chuộc lại cho chúng con và ban cho chúng con. Khi Chúa tuyên bố tất cả mọi quyền phép trên trời vì Đức đã giao cho ta.
Hãy đi. Chúa sai phái hội thánh của Chúa để hội thánh bắt đầu hoạt động và hành động ở trên đất này dựa trên thẩm quyền đó. Xin ban ơn để chúng con biết được thẩm quyền của mình. Thẩm quyền Chúa ngài cho chúng con để cột trói công việc của thế giới tối tăm, thì Chúa ngài cũng sẽ cột trói trên thiên đàng. Để khi chúng con mở công việc của Chúa thì Chúa ngài cũng sẽ mở trên thiên đàng để tâm trí của chúng con Chúa dòng sẽ là một tâm trí đầy lẽ thật của Chúa. Chúng con không bị lừa gạt, chúng con không bị ma quỷ lừa bịp chúng con, nhưng chúng con là những người được Chúa yêu thương, được Chúa ngài ban thẩm quyền, được Chúa ngài xưng chúng con là công bình trước mặt ngài, được Chúa ngài tin cậy và giao cho chúng con những công tác lớn lao để chúng con sẽ giải quyết những vấn đề thuộc linh, để chúng con sẽ mở những xa lộ thuộc linh chạy xuyên suốt ở trong vương quốc của ngài. Ở trong mỗi người trong chúng con, Chúa giấu chúng con sẽ giữ phần vào để chúng con gây dựng công việc chung của nước Chúa, đặc biệt ở vòng bên vòng người Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, xin thương xót giúp đỡ để chúng con không bị sự phỉnh dối của ma quỷ cầm giữ nữa, để chúng con được tự do, chúng con có một tâm trí mới hoàn toàn, chúng con cũng không lấy xác thịt mà nhận biết bất cứ một ai. Như Phaolô đã nói rằng ấy, ông cũng đã vốn lấy xác thịt để nhận biết Đấng Christ và ông biết được sai lầm của mình, cho nên ông đã thay đổi. Thì xin Chúa ngài cũng giúp đỡ cho chúng con, Chúa dẫu để chúng con sẽ không lấy ánh mắt của xác thịt để nhận biết ai hết, nên chúng con sẽ tấn tới ở trong ơn của ngài. Chúng con ngợi khen ngài. Hãy cha, con cầu thay để tất cả hội thánh đều sẽ mặc áo giáp của sự công bình trong cuộc sống hàng ngày, để chúng con không chỉ nhảy múa ở bên ngoài hành lang, để chúng con không lang thang chỉ đi ở bên ngoài hành lang của dân ngoại, nhưng chúng con sẽ bước qua xác của Chúa, chúng con sẽ đi vào trong nơi chí thánh bởi huyết của Đức Chúa Giêsu đã đổ ra, chúng con đi qua phía sau bức màn, tại đó trước ngôi thi ân bởi huyết Đức Chúa Giêsu đã dâng lên một lần đủ cả ở trên nắp thi ân này, mà chúng con được hội đủ điều kiện để gặp gỡ, để tương giao, để trò chuyện với Đức Chúa Trời toàn năng. Và tại đó chúng con có thể dâng lên trước mặt ngài những điều chúng con đang làm. Chúa ơi, xin thương xót, Chúa ơi, xin giúp đỡ những chỗ mà ma quỷ đã có được một chuỗi ngày dài để xây dựng một cách chắc chắn, kiên cố ở trên dân tộc của chúng con, trên hội thánh của Chúa, ngọn người Việt Nam của chúng con. Lạy Chúa, trong thời giờ này, vũ khí mà Chúa ngài giao cho chúng con, ban cho chúng con không phải thuộc về xác thịt, nhưng mà là bởi quyền phép của Đức Chúa Trời để bắt những tư tưởng tự cao nổi lên nghịch cùng sự biết Đức Chúa Trời phải bị đánh hạ, và nó phải trở nên tôi tớ vâng phục Đấng Christ. Lạy Chúa, xin ban ơn để hết thảy anh chị em của chúng con, chính mình con nơi Chúa giấu, để chúng con sẽ không bao giờ để chính mình rơi vào trong tình trạng chúng con lui về, và chúng con nhờ cậy vào sự công bình cá nhân của chúng con, nhưng tất cả là do Chúa ngài ban cho, và chúng con mặc áo giáp của sự công bình để chúng con có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Và mỗi ngày Chúa giấu, khi chúng con bước vào ở trước sự hiện diện của Chúa, không ai trong chúng con mặc cảm rằng mình ra chi mà lại ra mắt Đức Chúa Trời, mình là ai mà lại dám nghĩ rằng mình là đền thờ nơi Chúa ngự. Và Chúa xin giúp đỡ để chúng con sẽ bắt những tư tưởng tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, phải vâng phục làm tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì trong Đức Chúa Jesus Christ chúng con đã được phục hồi, chúng con đã được cha ngài cất nhắc chúng con để chúng con cùng hưởng gia tài với Đức Chúa Jesus, và chúng con được ngồi với Đức Chúa Jesus ở các nơi trên trời trong vị trí của quyền cai trị. Chúng con được Chúa ngài ban cho chúng con thẩm quyền thuộc linh để chúng con có thể đắc thắng kẻ thù. Và Chúa xin giúp đỡ để chúng con biết rằng cha có lời mời chúng con, hãy đến gần ơn phước của Chúa, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó, những việc các ngươi chưa từng biết. Hãy cầu xin đi thì cha sẽ ban cho, để chúng con sẽ dạng dĩ đến trước mặt Chúa trong những thời giờ chúng con cầu nguyện. Chúng con có thể trình dâng nhu cầu của tất cả mọi người ở trước mặt ngài trong sự cầu thay của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. Cho dấu con cầu thay để chúng con, mỗi con cái của Chúa luôn sẵn sàng để chia sẻ phúc âm của Chúa. Rồi chúng con cảm ơn Chúa vì ngài nhắc nhở cho chúng con và chỉ cho chúng con biết phương pháp chứng đạo kết quả nhất hiện tại. Vì thế giới đang cần tình yêu thương, thế giới cần được nhận biết có một Đức Chúa Trời yêu thương, quan tâm đến mỗi con người của chúng con. Và ngài yêu chúng con đến nỗi ngài đã ban con độc sanh của ngài. Hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ngài yêu chúng con đến mức độ và ngài chấp nhận, đón nhận chúng con khi chúng con ăn năn quay về. Vì chúng con không có thời giờ để ăn năn sám hối như các tôn giáo khác, chúng con không có thời giờ để chúng con phải khổ tu để chứng minh cho Chúa, nhưng tất cả những gì Chúa Giêsu đã dành lại cho chúng con, chúng con có thể hưởng và chúng con thuộc về ngài. Chúa Giêsu ơi, cảm ơn Chúa vô cùng bởi ân điển của ngài mà chúng con có thể gặp cha, chúng con có thể an ninh trong tình yêu của cha,
Bởi vì khi kẻ thù kiện cáo chúng con thì Chúa Giê-xu cũng là đấng binh vực chúng con. Bởi huyết của Chúa mà chúng con được tha thứ, chúng con được phục hồi và chúng con có thể đến gần ngôi ân phước của Chúa để nhận được ơn trong thời gian có cần dùng. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin Chúa bảo vệ đời sống tư tưởng của chúng con bằng máu trụ của cứu rỗi. Cho nên chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa Ngài gìn giữ đầu của chúng con trong ngày chiến trận. Vì chúng con biết rằng đây là chỗ chí tử. Nếu ma quỷ có thể đánh vào đầu của chúng con được thì nó có thể đánh hạ chúng con. Cảm ơn Cha vì Cha đã có kế hoạch để gìn giữ đầu của chúng con trong ngày chiến trận. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va, là sức mạnh giải cứu của con. Ngài che chở đầu của chúng con trong ngày chiến trận. Cảm ơn Chúa vì nếu Chúa che thì chúng con an toàn. Sự cứu rỗi máu trụ mà Chúa Ngài đã định cho chúng con khiến cho đầu của chúng con được an toàn. Xin giúp đỡ. Trong tư tưởng của chúng con không cần phải nỗ lực để được Chúa tiếp nhận. Nhưng cho chúng con nhận biết qua công lao cứu chuộc của Đức Giê-xu, chúng con đã được chuộc về. Giá cần trả để chúng con chuộc về giá trị nguyên thủy. Mục tiêu, mục đích ban đầu của Chúa khi Ngài dựng lên chúng con đã được trả xong rồi. Chúng con thuộc về Ngài. Chúng con ở trong ơn của Chúa và chúng con có giá trị lớn lao trước mặt Ngài. Chúng con được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Ngài khen Chúa, chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phước và giúp đỡ. Cầu xin Chúa cho chúng con hậu thánh của Chúa được Đức Thánh Linh chỉ dẫn để biết sử dụng lời của Chúa là gươm của Thánh Linh để đánh trả một tấn công của ma quỷ. Cảm ơn Chúa để chúng con được gọi, được chọn ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa, cá nhân con cảm ơn Ngài vì Chúa Ngài đã chỉ dẫn. Để bởi lời của Chúa, bởi gươm của Thánh Linh mà chúng con có thể chiến đấu với kẻ thù của chúng con. Khi chúng tìm cách để ảnh hưởng lũng đoạn tâm trí của con, rằng giảng mà không, người ta không bày tỏ cái sự trân quý sứ điệp, giảng làm chi nữa. Thì cảm ơn Chúa, cái lời của Ngài lập tức đến. Chúng con giảng đạo cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời, Ngài khiên Chúa và chúng con dập tắt được chiến thuật của ma quỷ. Thì chúng muốn tìm cách để làm cho chúng con bị chia trí, thì chúng con cảm ơn Ngài. Vì nếu có một tội nhân cần được nghe về sự cứu rỗi của chúng một lần nữa thì cũng xứng đáng để chúng con chia sẻ về tình lành của Chúa. Nếu có 50% người trong hội thánh sẵn sàng để nghe, để nhận lời của Chúa thì cũng xứng đáng để sứ điệp được rao giảng. Thì chúng con giảng để được người ta đẹp lòng, chúng con giảng để biến đổi những cuộc đời. Và chỉ lời chân thật của Chúa mới có thể đem lại sự đổi mới ở trong đời sống của những người nghe. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài trang bị cho chúng con Chúa giáo để gươm Đức Thánh Linh cứ tiếp tục được sử dụng trong cuộc sống của chúng con, để chúng con có thể kinh nghiệm sự đắc thắng trong ơn của Ngài. Khi ma quỷ có thể làm cho chúng con bị chi phối nhục trí, chúng con làm mà liệu có kết quả hay không, để chúng con có thể mạnh mẽ dùng lời của Chúa để chúng con nói rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống nấy. Chúng con gieo hôm nay thì ngày mai chúng con mới gặt. Chúng con gieo hạt giống nào thì chúng con sẽ nhặt lấy, gặt lấy hạt giống đó. Chúng con gieo theo tỷ lệ nào, chúng con sẽ gặt theo tỷ lệ đó. Giúp đỡ để chúng con phản công trở lại bằng lời của Chúa, để chúng con kinh nghiệm sự đắc thắng luôn ở trong ơn của Ngài. Xin giúp đỡ Chúa giáo để chúng con sẽ cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, để chúng con tấn công vào công việc của thế giới tội tâm. Quyết Đức Chúa Giê-xu có thể làm sạch mọi điều gian ác. Bởi ơn của Ngài, không có một tội nhân nào là quá tội lỗi đến độ quyết của Chúa không thể rửa sạch tội lỗi của họ. Ân điển của Chúa là ân điển dư dật. Không có một tội nào là quá lớn. Không có một con cái nào của Chúa sa ngã, nguội lòng và đi xa khỏi ân điển của Chúa, đến độ ân điển của Chúa không giới tới. Nhưng chúng con tạ Ngài về ân điển của Chúa có thể cứu chúng con và mang chúng con trở về trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa để chúng con có thể dùng lời của Chúa để chúng con chiến đấu. Khi chiến thuật của ma quỷ là bỏ cuộc đi, đừng cầu thai nữa vì nó đã chết khô rồi, để chúng con có lời của Ngài để chúng con nói rằng dù nó khô nhưng nếu gốc của nó là thánh thì chỉ cần nghe lấy mùi hơi nước thì nó sẽ lập tức đâm chồi như một cái nhành tơ. Chúng con cảm ơn Chúa vì không một con người nào, không một bộ xương khô nào là có thể tiếp tục chết khô trước hơi thở của Đức Giê-hô-va. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con công bố gió của Chúa thổi vào các bộ xương khô và khiến nó sống lại. Dù nó đã mất đi những cái đường nét của sự sống một thập niên, hai thập niên, nhưng Đức Chúa Trời của chúng con là đấng có quyền để có thể đem tất cả trở lại.
ở trong ơn của Ngài, và Ngài có quyền để phục hồi. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con công bố các bộ xương khô đã từng ngã bên lề đường bởi những chiến thuật của ma quỷ để giày kéo và đem họ ra khỏi mầm sống và dòng chảy của hội thánh của Chúa BBC Houston. Chúng con công bố rằng những bộ xương khô đó sẽ sống và họ sẽ được phục hồi ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng con, Ngài đã ra lệnh cho chúng con. Cho nên giờ này, hỡi các bộ xương khô hãy được ráp lại. Cảm ơn Chúa. Xin giúp đỡ để các bộ xương khô rời rạc sẽ được ráp lại. Có những biến chuyển tốt đẹp diễn ra ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa lắp gân vào, lắp thịt vào, bọc lấy bằng da vào chỗ dọc, sẵn sàng để hơi thở của Đức Giê-hô-va có thể thở trên những thi thể này, để khiến cho sống động ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa. Bây giờ này chúng con tiên tri với gió bốn góc trời, gió bắc thổi vào. Ngay giờ này thổi, khiến cho tất cả được chuyển động. Những gì giấu kín, những của báo giấu kín sẽ được lộ ra trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Gió nam thổi, trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Gió đông thổi, tất cả những mối liên hệ trì kéo và kéo con cái của Chúa đi xa đường lối và phước hạnh của Ngài được thay thế bằng các mối liên hệ tốt đẹp ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Gió tây thổi, trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa, xin Chúa Ngài hành động. Để chúng con thấy phước hạnh của Chúa, Ngài bày tỏ ra ơn của Ngài khiến cho những tài nguyên được đến, và chúng con thấy biển cả cũng sẽ đem về trong ơn của Chúa phước hạnh trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài yêu hội thánh của Chúa. Và Ngài muốn dân tộc của chúng con nhiều người cũng được cứu. Và chúng con xin Chúa Ngài tiếp tục ban ơn, tiếp trợ cho. Để những bộ xương khô, những đời sống hiện tại đang không có sức sống, bởi ơn của Ngài, Ngài sẽ làm cho tất cả được sống động ở trong những ngày sắp đến. Để một đạo quân lớn tề tụ ở trước mặt Ngài và sẵn sàng được Chúa Ngài sử dụng sai phái sẽ được tề tụ đứng ở trước Ngài. Để Chúa Ngài có thể sai chúng con đi ra trong sự điều binh khiển tướng của tướng ngàn quân của Đức Chúa Trời, đấng tuốt gươm trần và sẵn sàng để lãnh đạo hội thánh của Chúa. Xin giúp đỡ Chúa giàu để một đạo quân lớn trong người Việt Nam của chúng con sẽ được dấy lên. 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam là những người trải nghiệm phước hạnh của báp têm trong Đức Thánh Linh. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng con thấy mùa gặt cuối cùng cho người Việt Nam của chúng con, cho dân tộc Việt Nam của chúng con tại hải ngoại cũng như quê nhà sẽ được thu hoạch bởi những con người được mặc lấy quyền phép từ trên cao làm những nhân chứng đầy quyền năng cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dấy lên đội ngũ của những chiến sĩ cầu nguyện để chúng con thấy của những tường thành cầu nguyện sẽ được dựng lên trong những ngày sắp đến, một cuộc phục hưng lớn lao xảy ra, để chúng con thấy giữa 53 sắc tộc, giữa 53 tỉnh thành sẽ có 53 triệu người Việt Nam của chúng con trở lại tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ trước ngày Chúa Ngài tái lâm. Chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Ngài. Ngài cũng đang ban phước BBC Houston của chúng con đã đi qua một đoạn đường của 4 thập niên. Cảm ơn Chúa, nhìn lại chúng con tạ ơn Chúa. Có những lúc chúng con cũng không biết để đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Chúa, Ngài đã đẩy chúng con vào ở trong những làn sóng phước hạnh của Chúa. Ngài kéo chúng con vào khi chúng con không biết để đi, thì chính Chúa Ngài đã lấy dây nhân tình và sự yêu thương của Ngài mà trói chúng con lại với Ngài, để chúng con có thể có được ngày hôm nay. Chúng con công bố những ngày tương lai của BBC Houston, để ngày lớn hơn, những ngày kỳ diệu hơn, những điều lạ lùng hơn, những điều tuyệt vời hơn mà Chúa Ngài dành sẵn cho chúng con, vì chúng con chưa thấy tất cả những gì Chúa toan định làm cho BBC Houston. Nên chúng con tạ ơn Chúa trước, vì chúng con là thế hệ sẽ thấy, chúng con sẽ là những người sẽ kinh nghiệm được những điều Chúa hứa trước ngày Chúa Ngài tái lâm. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng hiệp ý với anh chị em chúng con và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa. Và tiếp tục Chúa giáo dẫn dắt để anh chị em sẽ trở nên những chiến sĩ cầu nguyện, để chúng ta là những người sẵn sàng để dâng quyền pháp lý cho Chúa bất cứ lúc nào, giờ nào Chúa Ngài vừa ý và muốn gọi chúng ta, giao chúng ta trọng trách của cái chức vụ cầu thai đó. Hãy đáp ứng lại và để Chúa Ngài sử dụng chúng ta trong ơn của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ở trong ơn của Chúa, ở trong những buổi cầu nguyện sắp đến của chúng ta. Xin kính chào, tạm biệt. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.